Như vậy là kem chú ý là khi giao thoa ở trong không khí thì vân sáng x tại m là vân sáng bậc k thì nó là uh, bậc 3, vân sáng bậc 3 thì có nghĩa là cái này là 3 lambda d chia cho a. Khi đưa vào uh, trong nước có chiết suất 4/3 thì lúc đó bước sóng lambda phẩy sẽ bằng là lambda chia cho n. À, N là chiết xuất Như vậy ở đây nếu giả sử à, Khi đưa ra nước Thì chưa biết là sáng hay tối Thì ta cứ xem là K à, Lambda phẩy D chia cho A Hay là chính là à, K lambda phẩy Chính là lambda D chia cho à, Lambda chia cho N Tức là 4 phần 3 A à. Như vậy từ đây suy ra K sẽ bằng Là 4 k bằng 4 Vậy k nguyên Vậy thì có nghĩa là đây là vân sáng bậc 4 Đấy. Sau đó thì là vân sáng bậc 4 Khi đưa ở trong không khí là vân sáng bậc 3 Thì đưa vào nước thì trở thành vân sáng bậc 4 Như vậy ta chọn vân án A